Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Cần Thơ ước đến cuối tháng 8, tổng dư nợ cho dây đạt 146.300 tỷ đồng, tăng 3,15% so với tháng 12 năm 2022. Nguồn vốn quy động và dư nợ cho dây cơ bản đáp ứng được nhu cầu tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn chiếm 1,98% trên tổng dư nợ. Trên về lãi suất quy động giảm không nhiều, và mức lãi suất quy động hiện đã gần tới mức quy động trước dịch COVID-19 hiện dư nợ cho dây các lĩnh vực ưu tiên như phát triển nông nghiệp nông thôn xuất khẩu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và dừa công nghiệp hỗ trợ đều có dư nợ tăng so với cuối năm trước ngành ngân hàng tiếp tục duy trì các hoạt động hỗ trợ kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tiếp cận vốn.